Tập phim may mắn đã quay trở lại với quý khán giả. Hãy cùng xem câu hỏi của tập phim ngày hôm nay nhé. Trong tập 10, Hoành Ngãi đã uống thuốc được bào chế từ đâu? Đáp án A, máu của Yên Phùng. Đáp án B, máu của Cường Ngô. Và đáp án C là máu của Đồ Duy. Các bạn hãy truy cập và bấm like fanpage Long An TV đã phát thanh và truyền hình Long An tại địa chỉ facebook.com/LongAnTV. Chia sẻ công khai video câu hỏi của tập phim vừa phát sóng, kèm theo bài đăng là câu trả lời của bạn với cú pháp #VCLA tập phim khoảng trắng đáp án A, B hoặc C. Ví dụ bạn chọn đáp án B cho câu hỏi ở tập 10, hãy chia sẻ bài đăng như sau: #VCLA10 khoảng trắng B. Khán giả trúng giải sẽ nhận được một phần quà với giá trị là 200.000 đồng khi trả lời đúng đáp án của tập phim may mắn. Bài share nhận được lượt thể hiện cảm xúc nhiều nhất từ bạn bè của bạn. Like fanpage Long An TV đã phát thanh và truyền hình Long An, chia sẻ công khai video câu hỏi của tập phim vừa phát sóng. Kết quả sẽ được chúng tôi tổng hợp và phát sóng vào lúc 20 giờ 55 tối thứ Hai hàng tuần, đồng thời đăng tải lên fanpage và kênh YouTube Long An TV. Chúc các bạn may mắn!